Xin chào quý vị các bạn, trong nội dung này chúng ta sẽ làm bài 3.9, đó là viết chương trình với các chức năng. Đầu tiên là nhập vào số nguyên dương n, thứ hai là tính tổng các số của n, thứ ba là phân tích n thành các thừa số nguyên tố. Ở đây để thực hiện được những yêu cầu này thì ta đã biết được cái cách để chúng ta làm từng ý một rồi. Ở đây thì mỗi ý sẽ là một hàm nhé. Thì chúng ta có thể xem lại nếu như có cái ý nào đó mà chúng ta chưa biết làm. Ok, bây giờ mình sẽ kết hợp tất cả những cái ý đấy lại với nhau. Để nhập n vào ấy thì mình sẽ có một cái hàm, và cái hàm này mình sẽ đặt tên nó là hàm nhập. Trả về một cái số nguyên đi, int nhập n đi. Đó. Thì ở đây mình sẽ có một cái giá trị n. Đó, mình sẽ yêu cầu người ta đó là nhập vào, nhập n lớn hơn 0. Phải đảm bảo là số n lớn hơn 0. Đó. Nếu như n mà lớn hơn 0 thì chúng ta mới dừng. Thì while n nhỏ hơn, nhỏ bằng 0 đi, thì chúng ta cứ lặp đi lặp lại cái công việc này. Căn chuẩn x vứt nó vào đây. Và đây n, giả sử bắt đầu mình sẽ cho nó bằng 0 đi. Và mình sẽ, cái này chính là điều kiện để mình lặp. Đầu tiên là vào đây mình bắt nhập n này, sau đó thì mình sẽ đọc vào cái giá trị của n chấm d, gán cho n. Và sau khi thực hiện xong cái này thì nếu như n lớn hơn 0 thì cái vòng lặp này sẽ kết thúc. Đó, xuống đây nếu như không thì nó cứ lặp mãi, bắt nhập n lớn hơn 0 thì mới dừng, sau đó thì return n. Đấy, thì cái quá trình nhập n xong rồi. Tiếp theo là mình sẽ đến cái hàm thứ hai. Ở đây hàm thứ nhất là nhập n, hàm thứ hai là tính tổng các số của n. Để tính tổng các chữ số thì mình cũng trả về một cái số nguyên. Tổng chữ số chẳng hạn, chữ số, và nhận vào một cái biến tham số này n. Bắt đầu mình sẽ có một biến tổng các chữ số bằng 0. Sau đó mình kiểm tra khi mà n nó có lớn hơn 0. Đấy. Thì cái giá trị tổng của mình sẽ cộng dồn một cái lượng bằng n chia dư cho 10. Đó, tính tổng các chữ số. Sau đó thì n này sẽ giảm đi 10 lần, cứ lặp mãi như thế này. Sau khi thực hiện xong thì mình chỉ cần return cái giá trị tổng sau khi thực hiện. Đấy, thế là xong. Ý thứ hai, tính tổng cái số của n. Ý thứ ba là phân tích n thành các thừa số nguyên tố. Thì lúc này mình chỉ cần đơn giản là phân tích, sau đó in ra rồi đúng không? Thì mình sẽ void phân tích. Đó, thì mình cũng nhận vào một cái tham số là n. Thì ở đây mình sẽ có một cái giá trị y. Bắt đầu mình sẽ cho bắt đầu từ 2 đi. Rồi. Thì mình sẽ thực hiện cái việc lặp while mà cái giá trị y nó còn nhỏ hơn, y nhỏ hơn bằng n đi. Đó, thì mình sẽ thực hiện. Và thực hiện cái gì ạ? Đầu tiên là mình sẽ kiểm tra nếu n chia dư cho y mà bằng 0, tức là chia hết ấy, thì mình sẽ thực hiện đó là in ra cái giá trị của y đi, phần trăm d. Mình sẽ cho phần trăm 5d hoặc là 10d gì đấy, 10d đi cho nó rộng. In ra giá trị của y. Sau đó thì làm cái gì ạ? Thì sau đó thì n sẽ giảm đi y lần. Sau khi thực hiện xong như này thì còn có trường hợp là nếu như nó không chia hết. À, nếu không thì mình sẽ đơn giản là tăng cái giá trị của y lên. Bây giờ mình sẽ lưu lại. Ví dụ bài này là bài 3.9. Nhớ là file chương trình là đuôi .c. Đó, nếu không thì tăng cái này lên. Rồi. Thế cái này mình đơn giản là mình chỉ in ra, liệt kê ra thôi, chứ mình không có thêm bớt những cái thứ, ví dụ như là nhân hay là mũ gì cả. Rồi, thì chỉ làm như thế này thôi. Rồi, mình cứ làm như thế này. Đó, bây giờ nhập vào, cái là cái chương trình của mình chưa có gì hết. Đây này. Đấy, thì nãy mình nhấn thế. Bây giờ mình sẽ nhập n, thì gọi đến hàm nhập. Đó.
Thì cái thằng nhập này nó sẽ trả về cái giá trị của n, cho nên là mình sẽ cho n bằng nhập n. Tiếp. Sau đó thì mình sẽ gọi đến cái tính tổng. Mình sẽ print f. Đây là tổng các chữ số của n. Thì lúc này nó là một cái phần trăm d, tại vì nó là số nguyên mà. Thì cái này chính là mình sẽ lấy đây là tổng chữ số của chính thằng n này. Tại vì nó cũng trả về một cái số nguyên, cho nên chúng ta hoàn toàn có thể để như này, hoặc là chúng ta có thể x nó ra một cái gán cho một cái biến nào đó. Int sum chẳng hạn, gán bằng cái này. Đó, sau đó thì in ra cái biến tổng này. Tiếp theo là mình sẽ gọi đến phân tích n thành các thừa số nguyên tố của nó. Đó, nhìn thấy đây. Và bây giờ mình sẽ chạy này, nhập n. Nếu như mình nhập vào là -2, mình lại phải nhập lại, nhập 0 vẫn phải nhập lại. Mình nhập lại ví dụ như là số 28 chẳng hạn. Đấy. Thì lúc này các bạn thấy là tổng có chữ số là 10. Sau đó thì có cái gì đằng sau này nhìn rất là xấu, mình sẽ in ra đây đó là printf. Cái này chỉ là trình bày thôi. In ra đó là phần trăm d. Cái này là phần trăm d sẽ bằng. Đấy, thì cái này trước nó thì mình sẽ có cái này. Đơn giản là số này là n. Ở đây nữa thì in tiếp một dòng. Tiếp tục sực n. Phân tích n ra thừa số nguyên tố. Rồi. Bây giờ mình chạy lại. Ví dụ nhập lại 28 đi. Đấy. Tổng cái số của n là 10. Phân tích n ra thừa số nguyên tố thì 28 sẽ bằng như này, như này. Ok. Nếu như số nó nhỏ nhỏ thì mình có thể để đây là phần trăm 5D chẳng hạn. Đấy, các bạn cứ tùy chỉnh làm sao để các bạn nhìn thấy nó hợp lý là được. Nhập vào 128 đi. Đấy, thì lúc này mình sẽ nhận được cái kết quả là như thế này. Tiếp tục, mình sẽ nhập vào ví dụ như là 120. Đấy, thì kết quả là như thế này. Mình nhập vào 356. Đây là kết quả. Tiếp theo, 48.600. Đây là kết quả. Ok, như vậy thì mình đã cùng nhau với các bạn thực hiện xong cái bài đó là nhập n này, tính tổng các chữ số của n, phân tích n thành thừa số nguyên tố. Đó là bài 3.9. Cốt mẫu thì các bạn có thể lấy về tham khảo trong phần miêu tả clip. Tất nhiên đây chỉ là một cái cách làm mình hướng dẫn các bạn để các bạn biết là có một cách làm nó như thế, nó đơn giản như thế. Còn các bạn có thể tự làm theo cách của mình, miễn sao nó ra cái kết quả chính xác. Các bạn đừng quên là để lại cái chia sẻ của bạn ở trong phần comment nhé. Cốt mẫu thì có trong phần miêu tả clip rồi.